Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị kính mến. Thì bữa nay thì Phong chở gia đình của Phong, có vợ Phong với hai bé nhỏ về bên ba mẹ vợ chơi một hai ngày mới về của bác anh chị à. Thì hôm nay lâu lắm rồi, cũng 4-5 tháng nay thì do tình hình dịch đó nên là Phong không có điều kiện mà chở vợ con về chơi được. Thì ngay chỗ Phong là lúc trước là cũng chỉ thị 16 mà bây giờ là cũng xuống còn có 15 mà. Thì bây giờ cũng đi lưu thông đồ trong xã được. Thì thôi vợ thì Phong cũng thật sự là mấy bé nhỏ với mà nhất là vợ của Phong á thì đang rất là mong để về gặp ba mẹ vợ, tại lâu quá cũng nhớ nhà, mặc dù nó cũng gần nhưng mà cũng rất là nhớ của bác anh chị à. Thì bữa nay thì Phong cũng muốn chia sẻ hình ảnh để cho cô bác anh chị và những cô bác mà thương gia đình Phong nha. Thương bà nội đi mình đi. Rồi bé sau bữa nay bận đồ của cô cho nhận không giao nè. Lại thương nội kìa, ông nội kìa. Các ba con về bển chơi nha ba. Trời. Hung ông nội với đi. Hung nội với mình đi. Trời ơi, không kéo khăn luôn. Trời ơi. Con về bển rồi mà. Sao đâu lại hung nội đi đi con. Đi thôi gia đình mình đi về bển tí ha. Dạ. Tí là bà nội nói gì nè tí ơi. Về bển cho bà nội gửi lời thăm ông nội, ông ngoại với bà ngoại con với ông con khỏe nha. Dạ. Rồi. Nay nhà Phong cũng đang nhổ hành, bữa nay là nhổ hành cấy để gây da của bà anh chị. Bà nội gửi chút quà về cho ông ngoại bà ngoại con ăn lấy thảo rồi con. Thôi con đi nha. Rồi đi đi. Rồi gia đình mình sức khỏe nha. Hai bữa nay gia đình và Phong bé nhỏ của Phong là có đem theo cái ba lô nữa, tính là định ở một hai ngày mới về đi. Rồi bé sau chào ông bà đi con. Nè ngó đây. Đâu ngó đây, khỏi cả da. Trời ơi. Chào đi, chào ông bà đi. Rồi mời ông bà đi với mình nha. Dạ. Rồi, thôi sức khỏe. Chào ông bà cô bé. Tới nhà ngoại rồi tí ơi. Dạ. Tụi tí ngủ quên chứ. Nay về mừng quá hả? Mẹ con mới về, tôi ba con mới về. Ngoại ơi, chứ. Trời ơi. Quên đi. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Đầu tóc hồ sồ. Ba mẹ mới về. Nên làm đồ hả ba? Sách đồ vô em.
nước mắm, thùng nước mắm này của chị Bạch Tuyết cho mẹ. Dạ, em đã rồi, cảm ơn chị Bạch Tuyết. Ừ, để đây đi, em lấy ra chút ăn luôn. Ô, ngoại hung dương sâu mệt luôn rồi. Nè, xách mấy này lên. Và hôm nay cô bác Mạnh Thường Quân cho nè. Bỏ đây đi, chút lấy ăn luôn rồi. Này. Này, lấy cái lưới này mấy gì vậy? Anh này có bánh cho ba uống nước trà. Hay có cốc với xài ở bên nhà em Vĩnh. Còn sót gì đây không? Trời ơi, chụp cho xong thôi hả? Trước này à? Hay lưới ấy dập xuống sao mà? Nguyên vô nào? Nguyên vô nào ấy? Vô nào? Hả? Bữa nào cũng vô. Mới bữa nay à, qua đó vô. Qua cũng vô. Dạ cậu vô con. Dạ. Ra đi, ra đi. Có dạ. Dạ. Có dạ. Rồi đứng trên sâu có chào. Dạ. Chị sâu. Dạ ngoại đi. Dạ ngoại đi. Rồi. Nãy bà tính lấy điện thoại tôi gọi kêu cho miếng phút. Anh ấy bánh mình ăn luôn quá. Hôm nay có bánh, hôm nay cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình bên bển không ạ? À? Sẵn mẹ con có gói chút đỉnh về cho ba mẹ dùng luôn. Đó chị em bên mẹ cảm ơn. Dạ. Chị em. Có cảm gửi ơn. Cho mẹ thêm hai chai dầu nữa hôm bữa. Anh bữa lần. Trời ơi. Chụp hình nữa. Trời. Đây là những món đồ. Hey, bánh này của người chị bên Hàn Quốc gửi. Dạ sao dầu gió. Bánh bông lan này ngon lắm à. Bông lan này ăn thơm ngọt ngon. Con đi ra đi để cho em. Trời ơi, chạy nhưng mà chọc rất ngon đó luôn quay. Hai bịch, mấy bịch đậu xăm nữa. Cái thuốc này tốt lắm à. Giải giải cho bà ngoại đi lên. Tí lấy ra cho ông nội ông ngoại nè. Ông ngoại anh đây chưa có ăn mấy cái này lần nào. Chốt à. Bà nội con uống rượu chưa chốt nè. Ờ đó bà ngoại cảm ơn. Ủa bà nội cảm ơn. Bà nội cảm ơn. Ủa cảm ơn bà nội. Đây có bịch sô cô la rất là bự luôn. Bịch này là chất lượng luôn nè tí. Này được hai cái bánh trung thu nữa. Bữa mẹ nấu chè, bữa hôm qua mẹ nấu chè đậu trắng rồi. Cái này đậu trang lạc xưởng. Con ăn đi. Mẹ ở nhà lấy một loại một chút để ba mẹ anh đây ăn dùng thử. Mình có cây nhà lá dường và anh có cốc với xài. Dạ. Còn cái thùng nước mắm nó mới tiêu rồi. Cái thùng nước mắm thì chị Bạch Tuyết gửi cho mẹ 15 chai luôn. Tuyết cảm ơn Nhung. Dạ. Ăn từ từ. Này bánh kẹo. Cảm ơn chị Lan. Mình lấy chén thì Út lấy chén. Thôi lấy ra mình ăn luôn nè. Cái kẹo này ngon lắm, lấy cho ba dùng thử đi. Thôi gia đình mình lấy bánh kẹo ra ăn luôn nha. Cùng chung vui với cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho mình. Thì cốc với xài em đổ ra dỗ đi. Ngày mai mình làm thử thách đi. Nhiều quá, nhiều quá. Tí ở nhà ăn vô qua đây qua cho ông bà nội ông ngoại mà còn lấy nữa. Chở cho ngoại. Chở cho ngoại. Cho ngoại là con ăn. Ngon nguyên, sô cô la. Xà chín. Ngoại ơi ngoại. Hãy đi ăn kẹo kìa, ăn kẹo với gia đình mình nè. Đây là chị Lan gửi ngon quá. Này chung cũng nhiều hết luôn mà, gom lại hết con đem về mỗi loại một chút. Có chị Lan rồi với nhiều cô bác khác nữa. Đó, bịch này cũng ngon lắm nè. Này nguyên cái hũ mà nước cam á, quậy cam ra chừng 2 muỗng nó giống còn như cam giác là nó ngon lắm. Của chị Lan gửi. Chút quậy nước lạnh, quậy đập nước đá. Ăn uống ngon lắm. Em chúc em quậy thử cho ba mẹ uống. Này kiểu xăm. Ba bịch kiểu xăm.
này là ưu tiên người lớn tuổi thôi. Này ba nè, ba ngậm cái này là ghiền luôn. Hả? Hai hộp xì bam nữa, hai hộp xì bam với hai hộp hộp xúc xích. Ừ. Hấp dẫn ghê. Nè, nó Nguyễn ăn thêm đi. Nè. Ừ. Qua không? Dạ. Bạn hôm nay cũng có ăn rồi, để về cho ông bà ngoại ăn đi. Chứ mà bà đẹp nữa ba, đầu quá về đây à. Ngoại hung muốn chết luôn rồi. Ngoại mấy tháng giờ. Trời luôn. Quá trời mà đâu có về được đâu, dịch bệnh mà. Ờ họ cái hộp ấy nuôi chim chép ngoài anh này đục mò em. Má chết anh con à? Chết anh con không à? Hỏi vậy nghe gì không ạ? Hôm qua. Ủa tí nãy về có hung ông bà ngoại chưa? Trời. Ăn lo ăn. Trời. Ghê quá. Ông ngoại ông ngoại ông này ốm rồi kìa. Ông hung ngoại ông ngoại ốm quá trời kìa. Ông ngoại. À, hôm nay đồ hộp đồ bánh trái đồ ăn nè mập ú luôn nè út nè không hú út trời mắc cỡ đó là hú út kìa thôi ba chúng chúng trời ơi ghê ta trời ơi bận đồ hôm bữa có cái cô kia cho cái áo đầm mấy cái được đẹp quá trời em xắt bánh trung thu cho ba mẹ ăn luôn đi nè đó hai cái được. Bữa chị Lan cho hai hộp được bánh có chia cho anh ba và anh tư nữa. Này bánh bánh trái chia cho gia đình ăn rồi ăn biết rồi để thấy tại đó giờ đâu có ăn đồ hộp rồi với mấy cái bánh trái này đâu. Dạ. Ơ nha dịch thả trên trước hả ba? Ồ. Nó dịch lớn rồi nè. Hay cô bán chị xem dịch của gia đình ba mẹ vợ không nuôi. Ủa này ba mới bắt sao nữa gì mà. Rồi ba lúc này ba ở đây ba kinh doanh dịch quá. Kinh doanh nuôi dịch quá trời luôn. Mà dịch kia mới vừa lớn nuôi dịch này nữa. Rồi sâu đâu đây. Em lại có dịch. Sâu lên ăn bánh trung thu rồi con. Nè. Lên. Đi lên ăn bánh trung thu nè. Nhắm. Hôm nay ở nhà có ăn bánh trung thu nào không? Có đâu ai. Năm nay dịch bệnh có ai đâu ăn đâu. Dạ. Mời ba nữa. Ăn bánh rồi. Này đáng lẽ có cái bình nước nó uống ngon lắm. Nguyên ăn đi Nguyên. Ngại ngùng gì nữa. Ăn sao vòng giống như chia bài á. Tí ăn tí. Ừ, tí ăn nữa hả? Sao ơi. Trời ơi, chó chạy ngang, dịch chạy quá trời. Bánh ngon mà. Bánh ngon ghê luôn. Bánh này thơm ghê. Còn cái ly này, lên ăn nè. Lên ngoại cho nè. Mau. Nó đi rồi. Đi lên đây. Bữa ăn bánh cũng có chơi trung thu à. Đi trong đồng không à? Để ngoài lát rồi. Tết đây có cà nào không? Tết đây có cà nào? Không biết. Út rồi. Út rồi trung thu rồi. Út rồi nè. Dạ, để đi. Dạ đi. Rồi. Ngon ngon. Hôm nay ăn mệt luôn rồi. Dừng dao em. Bánh này mềm ngon ghê em. Ba lô để sao vậy em? Sùng gươm nữa. Sùng gươm. Sùng gươm ăn thơm lắm. Ăn thơm miệng nói chuyện bạn trai rồi. Đây là bạn trai của em gái hôm bữa Phong có ghi hình á, có rất là nhiều
anh á thì cũng có hỏi Phong là em gái có bạn trai chưa, thì bữa nay thì cô bác anh chị xem là có bạn trai bằng áo xanh kế bên này. Hôm nay dịch nhiều á, không qua được, nay cũng bớt rồi, nay gù gù bữa nào cũng vô hết. Tháo vào vô liền. Chia sẻ đây là bạn học của Phong luôn. Không nhớ quá trời nhớ luôn. Nghe chị ăn xin gươm nè. Tí hả? Thôi, tí ra đây nè con. Tí nãy giờ me me xin gươm thôi à. Ôi trời ơi, trời không à. Trời có sao mặc đồ đẹp quá bà, cho đồ đẹp quá. Đó bên Hàn Quốc các bạn. Cho bộ đồ mặc đẹp miếng ngoại, cái này chỉ miếng ngoại sau khi sinh miếng gì ngoại, sau em trong biển nó khoái đó, trong biển nó thèm. Ê, con đừng có bỏ vô đây con, em đi ha. Cho mẹ hả? Dạ con có mẹ. Ngon sao? Ngon không? Kệ em ấy quần quần giống mấy cá hồi chết hết á. Kiểu dẻo quá ngon. Kiểu dẻo quá, dầu da sức liền luôn cô bác anh chị ơi. Vào phòng ở đây cũng hay bị nhức luôn. Cái đó hình như mẹ nhận. Cái này mẹ phải mở làm sao á. Khó xuống cái này thấy dễ chứ khó mở. Đè xuống gì á. Đè xuống cái mẹ mới dặn mới ra. Đó. Có nắp tới rồi. Nhớ đè xuống mới nặng nha. Ba xích đây. Xích đây. Bà nhấn xuống cái bằng cái bà dặn nó mới ra. Chứ không phải là thế gì. Dặn là cái mở là đè xuống cái dặn. Nó biết đó. Cái dầu của mình à. Dầu của mình nó mình dặn ra cái tua cái nó ra. Đè xuống cái mới dặn. Không đọc không. Thì bà trúng mánh à. Đưa bác để. Ba là cũng là chai dầu thôi. Bà có chai dầu là có ba mừng. Bánh bông lan thử đi, cái bánh bông lan nó ngon lắm. Ở đây làm gì có bánh loại này đâu, ngon quá không bố. Mẹ nó cho hai chị kem mừng quá trời luôn kìa. Ăn có vị thôi. Đây, chị gửi cho bánh lạp xưởng rồi hai trái kem nữa, hai dầu nữa. Tôi cũng mừng, cảm ơn anh chị với bánh. Dạ. Mẹ nó có hai chị. Sao ngon mà nó mà mấp mấp từ từ á, nó béo nó ngon lắm. Ba con bánh là ghiền luôn á. Không, ừ, bóp từ từ nó béo lắm. Bánh bông lan của mình ở đây nó đâu bằng. Dạ. Nó ngọt quá, còn này là gì vừa ăn. Dạ, mà nó thơm lắm. Rồi, có sạch nào cũng cho chia gì hai nữa. Rồi ấy dẹp vô phụ mẹ đi, để dân sau để mẹ ăn từ từ em. Đây có khẩu trang nữa nè. Khẩu trang của chị bên Hàn Quốc á. Em mới về cái gì thay đồ đi đâu nữa. Trời. Nấu lẩu rồi. Có lẩu hả? Hôm nay trời về đây. Nay nguyên qua đã lẩu nữa hả? Trời. Nay mới xong về. Về nghe kêu Út ơi, Út à nghe. Hôm nay không, mày không vô, em gái nó buồn hiu. Da nó ngồi góc xích đu rồi không nó này xuống ký. Xuống 3 ký rồi, hôm nay lên có một bữa vô, có bữa hai bữa mập lại nè. Này thấy vậy chứ dịch cũng còn nguy hiểm, đi cẩn thận nha. Dạ. Chèo này ba mẹ ngậm là ngon lắm, nó thơm, nó ấy, uống nước trà. Mẹ xếp ra cho dì hai à. Rồi thôi giờ gia đình Phong á thì trước nhất thì bên ba mẹ vợ Phong á thì cũng cảm ơn tất cả những cô bác mạnh thường quân thì cũng đã gửi những cái món quà về cho gia đình Phong á, thì Phong mới có điều kiện và cho ba mẹ Phong dùng thử những cái món quà bên nước ngoài á, với những chai dầu nữa. Bên đây có hai đứa em gái đi với bạn trai đi mua đồ nấu lẩu rồi cô bác anh chị ơi. Hôm nay nó cũng đang chờ về á, bữa nay đâu về đông vui á, sẵn nấu lẩu ăn luôn. Thì
mấy đứa nhỏ thì đang chơi bên đây. Hả, à, đồ đi hả, gì mà dòm trên chân vậy? Hai đứa nhỏ chơi đồ chơi nữa. Thôi giờ thì Phong Nguyễn xin khép phần video của Phong tại đây luôn. Thì Phong cũng kính chúc toàn thể quý ông bà cô bác là có một ngày mới thật là ấm áp, vui vẻ, nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống luôn nha. Là Phong kính chào nha. Chào ông bà cô bác luôn, ba mẹ ơi. Rồi, bye ông bà nè, tí. Chào ông bà cô bác. Ừ.